Thưa quý vị và các bạn, bởi những nguyên nhân chủ quan và khách quan nên tình trạng yếu sinh lý ngày càng trở nên phổ biến ở nam giới. Trong cuộc sống vợ chồng thì yếu sinh lý cũng sẽ tác động không nhỏ đến hạnh phúc của mỗi gia đình. Chính vì thế mà đây luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là cánh mày râu. Về làm thế nào để có thể khắc phục tình trạng yếu sinh lý, chúng ta sẽ cùng bàn luận và chia sẻ về chủ đề này thông qua chương trình hôm nay với sự tham gia của khách mời, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Tảo. Xin được cảm ơn chuyên gia vì đã nhận lời tham gia chương trình. Xin cảm ơn MC và toàn thể quý khán giả theo dõi trên truyền hình. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các vấn đề về sức khỏe sinh sản và trong đó có cả vấn đề yếu sinh lý, thì chuyên gia hãy chia sẻ về cụ thể yếu sinh lý là gì ạ? Về yếu sinh lý thì bản chất nó từ xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Thì trước hết là về trường quá trình phát triển của cơ thể con người từ trẻ cho đến độ trung niên và đến tuổi già, thì nó phát triển là bắt đầu nó lúc đầu thì nó rất sung mãn từ cái tuổi 13 đến tuổi 17 và đến tuổi 30. Sau tuổi 30 và đến tuổi 40 thì sinh lý theo chiều hướng là giảm dần, bởi vì là trong cái cơ thể con người thì xuất phát từ đâu? Đó chính là từ những tế bào nó sản xuất ra các cái nội tiết tố để điều khiển cái hoạt động của cơ thể con người, đặc biệt là về nam giới. Thí dụ như là các cái tế bào nằm trong tinh hoàn, tế bào lây đích tiết ra những cái hormone điều khiển sản xuất ra tinh trùng, mà những cái tế bào đó dần dần nó bắt đầu nó cũng già cỗi đi theo cái lứa tuổi. Cho nên bình thường con người ta sau tuổi 30, đặc biệt là sau tuổi 40, bước vào cái tuổi trung niên thì những tế bào nó dần dần nó già cỗi đi, cùng với lại nhịp mà sống hàng ngày, sức ép của thời gian, các cái công việc, stress, chế độ ăn uống vân vân, nó tạo nên cái bối cảnh chung con người ta cảm thấy là mệt mỏi, cảm thấy là mình giảm về sức khỏe và yếu về sinh lý. Như chuyên gia vừa chia sẻ thì sau độ tuổi 30 khi các tế bào chúng ta có dấu hiệu lão hóa và cộng với đó là những cái thói quen sinh hoạt và áp lực của cuộc sống thì đa phần nam giới đều có nguy cơ sẽ bị yếu sinh lý. Vậy thì rất mong chuyên gia chia sẻ thêm thì có giải pháp nào để có thể khắc phục tình trạng này ạ? Giải pháp thứ nhất là chúng ta sẽ sống nhịp độ với cuộc sống đều đặn hàng ngày. Thí dụ như ta buổi sáng thức dậy sớm, chăm thể dục, thế rồi chúng ta cải thiện cái chế độ ăn uống, là bia, hạn chế rượu. Và thứ ba là chúng ta có thể là dùng một số cái thuốc. Trong cái thuốc thì có rất nhiều loại thuốc để có thể là cải thiện sinh lý, có thể những cái thuốc về Tây y, có những thể thuốc về Đông y, và có những thuốc đặc biệt, có những thuốc về từ lấy từ những cây cỏ, từ thiên nhiên, thì rất là lành và nó đỡ ảnh hưởng sức khỏe con người. Như chuyên gia vừa chia sẻ thì tình trạng yếu sinh lý hoàn toàn có thể được cải thiện nhờ việc sử dụng các hợp chất trong tự nhiên. Nắm bắt được nhu cầu này thì cũng đã có khá nhiều đơn vị cho ra đời những dòng sản phẩm thực phẩm hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới. Nhưng mà trong một thị trường đa dạng các sản phẩm như hiện nay thì yếu tố nào để chúng ta có thể lựa chọn được một sản phẩm tốt, an toàn và phù hợp ạ? Về thuốc thì đúng như là chị đã nói thì có rất nhiều sản phẩm để có thể là các cái công ty đua nhau để sản xuất các cái sản phẩm để ra thị trường, để nhằm cung cấp cho dịch vụ cho cái đấng mày râu có thể cải thiện tình trạng yếu sinh lý. Nhưng mà đương nhiên để chọn sản phẩm nào thì phải thông minh, thông thái để chọn. Thứ nhất mình chọn phải là an toàn, hợp lý và có thể là cải thiện được sức khỏe bền vững lâu dài. Thì hiện nay chắc phải nói là trên thị trường rất nhiều, kể cả thuốc nội và thuốc ngoại. Thuốc ngoại thì dụ như Procid thì cũng là một cái loại mà được nhập ngoại. Nhưng mà thuốc nội ở Việt Nam ấy, thí dụ như là Estroman, là những loại sản phẩm mà được sản xuất chế phẩm tại Việt Nam. Thứ nhất là nó có ưu điểm là rất thân thiện. Cái thứ hai là dùng những cái thuốc thảo dược, cây cỏ, hoa lá trong cái lãnh thổ Việt Nam, thân thiện và nó lành tính, và đặc biệt là nó cũng giá tiền nó cũng hợp lý, chứ không đắt như những cái sản phẩm Tây. Thì ta lại dùng những cái sản phẩm chế tại Việt Nam này vừa hợp lý, vừa rẻ tiền và vừa nâng cao cái chất lượng sinh lý của cơ thể. Yếu sinh lý là căn bệnh thường xảy ra ở cánh mày râu trong các độ tuổi khác nhau, gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể và cuộc sống hôn nhân của người bệnh.
Tình trạng đáng báo động nhất hiện nay là yếu sinh lý ở nam giới đang có dấu hiệu trẻ hóa do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện nay, có rất nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ và điều trị yếu sinh lý, trong đó các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên đang được nhiều đấng mày râu lựa chọn sử dụng bởi tác dụng lâu dài và không gây kích ứng như những loại thuốc kích thích khác trên thị trường. Việc sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Pharmaco với nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, dược phẩm, Estromen có chứa các thành phần như nhung hươu, bạch tật lê, tục đoạn, dây tơ hồng, sâm cắt lâm, bạch cương tầm, giúp bổ thận, cố tinh, tăng cường chức năng sinh lý và sức khỏe nam giới, giúp hạn chế quá trình mãn dục nam, giảm các triệu chứng do suy giảm chức năng thận như đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm. Đặc biệt, Estromen nâng cấp hơn về chất lượng và quy trình sản xuất, tăng hàm lượng các thành phần quý hiếm từ thiên nhiên, giúp đỡ mẹ râu tự tin hơn trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Do tần suất công việc, khối lượng công việc lớn nên tôi thường ngồi tại văn phòng từ 8 đến 10 tiếng, có thể hơn khoảng 12 tiếng một ngày. Khối lượng tiếp khách trong một tháng cũng lớn. Tôi thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá và chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng bị thay đổi, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống vợ chồng. Tôi cảm thấy chức năng sinh lý bắt đầu giảm dần. Tôi được bạn bè, đồng nghiệp, vợ tìm hiểu trên mạng giới thiệu cho tôi sản phẩm Estromen là sản phẩm cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực cho nam giới. Sau một thời gian sử dụng thì tôi cảm thấy trong người có chức năng sinh lý bắt đầu được cải thiện rõ rệt. Tôi cũng bắt đầu cải thiện về chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt hàng ngày, thường xuyên tập thể dục, và đặc biệt là tôi sử dụng thêm cái sản phẩm Estromen để cải thiện chức năng sinh lý của mình, cuộc sống vợ chồng thêm viên mãn, hạnh phúc hơn. Và tôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, tôi rất yên tâm sử dụng sản phẩm Estromen này. Cũng như nhiều căn bệnh khác, bệnh yếu sinh lý không thể tự khỏi nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời. Yếu sinh lý không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng sinh sản mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của nam giới. Chính vì thế, nhận thấy những triệu chứng ban đầu của bệnh, các đấng mày râu cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để nhận được sự tư vấn cũng như chỉ định điều trị từ bác sĩ chuyên khoa. Ngoài sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị sinh lý, nam giới cần kết hợp thêm chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, hạn chế rượu bia, chất kích thích ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, giúp các đấng mày râu cải thiện chức năng sinh lý và xua tan mối lo ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng qua những thông tin vừa rồi thì quý vị cũng đã có những cái nhìn tổng quát về yếu sinh lý và cũng đã tìm được cho mình giải pháp để có thể hỗ trợ giải quyết được tình trạng này. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho những chương trình tiêu dùng 24/7 tiếp theo.